Ê, mình nghĩ là mình bắn nó được á, nhưng mà chỉ có điều là mình bắn hụt thôi. Đó, tôi phải làm cái kiểu này cũng phải chạy nhanh được. Đi. 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 Hello, xin chào mọi người, mình là Kenya. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game VR. Đây là một cái game mà mình sẽ được trải nghiệm để làm Spider-Man. Đó, đây là trong Spider-Man Far From Home nha mọi người. Cái bộ đồ suit cũng là trong Far From Home luôn nè. Đấy, đấy, ok. Và bây giờ mình đang ở trong cái tutorial của nó. Nó nói là hãy bấm joystick để mà di chuyển. Joystick. Ủa, sao tự nhiên mình di chuyển, mình thấy của mình nó bị thay đổi, thấy không? Nó hẹp xuống nè, mà không biết bên ngoài có thấy không, để mình coi thử. Ủa, bên ngoài không thấy, nhưng mà bên trong này của mình nó gom lại còn có chút xíu cái này nè, nên là không thể nào mà thấy xung quanh này được. Vì có nghĩa là theo như mình nghĩ là nó làm gì để tránh người chơi mà bị gọi là bị say, bị chóng mặt choáng váng á. Rất là ở trong này mình di chuyển, não mình nó hiểu là đang di chuyển, nhưng mà cơ thể mình đang đứng yên là nó rất là dễ làm cho mình bị choáng. Đó, thì có nghĩa là nhà phát hành game nó làm như vậy để mà làm cho người chơi không bị choáng. Nhưng mà nói chung là vẫn chóng mặt như thường. Nói chung là cái dính cái game VR mà dính cái game nào mà nó di chuyển là rất là chóng mặt. Đấy, rồi, bấm bất kỳ nút nào để mà nhảy phải không? Hai nút, nút nào cũng được. Wow. À ha, quên, còn một cái cần phải góp ý nữa. Không biết là cái game này nó làm cho cái thằng nào mà nó cao mét 8, mét 9 ấy. Đó, tôi có mét 7 à, nó coi nó đứng nè. Ê, mọi người thấy không? Có ai mà Spider-Man mà đứng cái kiểu này không? Không? Ê, coi là Spider-Man mà nó đứng kiểu này nè. Tôi thề luôn á, không biết đứng sao luôn á. Thật sự. Thôi, nó làm, đáng lẽ là ai mà cao lên ở thì may ra nè. Thật sự. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp cái tutorial thôi. Trời ơi, làm cái người nhện này cũng đuối ghê á. Yeah, easy đó mà. Rồi, sao nữa? À, bắn vào bề mặt và giữ nó. À, vậy thôi hả? À, bắn thôi hả? Shoot and hold it nè. Oh. Ông nội vậy sao không kêu tôi kéo vậy đi chứ? Thì cần chứ. Khổ thiệt. À, thi. Trời ơi, tôi đang bay nè mọi người ơi. Wow, từ từ. Trời, chóng mặt quá. Ủa, thực sự cái này rất là chóng mặt luôn. Wow. Ok. Còn gì nữa, nó nói gì nữa? Attack quét vào hai, à, bắn vào hai cái bề mặt, sau đó chạm hai cái cây vào cùng nhau là sẽ tạo ra một cái lưới quét, một cái bức tường lưới nhện. Ồ. Bắn đèn cái, bắn đèn cái, chạm vô. Wow. Đẹp ấy. Ok. Đó. Rồi. Đẹp. Good. Rồi gì nữa? À, nó nói là bấm và thả để mà bắn tờ nhện. À, ok. Ôi, mấy cái tutorial này không làm khó gì được tôi đó. Ba cái vụ easy thôi mà. Rồi. Hiện tại là mình đang đứng ở trên một cái tòa nhà không gọi là cao nhất, tại vì cái tòa kia là cao nhất nè. Đó. Cái tòa kia là cao nhất. Còn mình là đang đứng ở một tòa nhà nó cũng chung chung, nó cũng cao nhất nhì thôi. Chứ không thể nào mà cao nhất được. Wow. Tính ra đây nó gần cảng nè, để đi tham quan chứ. Ôi, chóng mặt. Ôi, chóng mặt. Chóng mặt thiệt chứ. Wow. Ồ, thấy được ở dưới luôn nè mọi người ơi. Wow. Ê, trời, cô đứng gì cứ như con gái vậy. Vãi đời. Men lên ông nội. Spider-Man là nó phải men. Spider-Man gì đâu mà nó như con cái thôi chứ. Ok. Ở đây có một cái cây khá là cao nè. Để mình nghĩ là mình lên trên đó thử. Lên được không ta? Thì lên được. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. Lỗ rồi. Vãi nồi. Rồi, hay quá, bù vô rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên trên thôi. Oh. Wow, mọi người thấy chưa? Oh. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới kia. Ôi, tơ bắn không tới. Cái gì vậy? Tơ bắn không tới. Ui.
chị đâu còn có đó, chị đâu còn có đó, cứ từ cứ từ. Ôi chúng mặt quá, chúng mặt quá, chúng mặt quá ơi, mặt quá. Để mà nó làm cho đúng là khi mà mình bắn cái đầu là cái chân mình cũng dơ cái đó này nọ. Mọi người thấy chưa, nó bị chán liền, nó sợ bị chán liền, nó rất là chóng mặt. Trời, nghỉ ngơi cái. Chóng mặt quá mọi người ơi. Chóng mặt thiệt. Wow. Đây là thành phố. Ok. Nó không cho luôn á, thì cần. Rồi, bây giờ phải đi lên trên thôi. Mình nghĩ là phải có một cái nhiệm vụ gì đó. Ê, lên nhanh lên chứ giờ ngước ngọt mỏi cổ. Cái kính này nó cũng nặng lắm, nó đâu có nhẹ đâu. Bây giờ mình nghĩ là mình nên đi qua đâu tiếp ta? Chắc là mình sẽ lên cái tòa nhà cao này đi. Ông nội tôi quay cũng đẹp. Thật sự rất là chóng mặt. Wow. Không biết mọi người coi có chóng mặt không chứ mình chơi trong này mình rất là chóng mặt. Sự game này chóng mặt kinh hồn. Wow. Để mình cố gắng mình tìm một cái nhiệm vụ nào đó để mà mình Ôi, cái gì vậy? Get out of there. Rồi xong đậu phỏng đá đè trúng đầu tôi luôn rồi. Ê đứa nào chơi kỳ Peter? Vậy? Can you hear me? Trời. Đá đè trúng đầu luôn rồi mọi người. Bất tỉnh nhân sự luôn. Ôi. Ôi cái gì? Ôi. Ao cái quần. Oh thank God you're back. Hư luôn rồi. Đâu luôn hư luôn rồi. Hư luôn hai cái bánh tôi nhận rồi. Ủa nó mặc giáp vô kìa. Ôi. Ui. Trời ơi đây. Ui. Anh phá thành phố quá anh ơi. Thành phố cũng tiền xây lắm anh ơi. Ui nó cao thế. Trời ơi. Ai mà chơi chui hán á bà vợ ông. Ôi dạ, trời ơi bể đầu ông ơi. Ok, ui nó còn kêu gọi mấy thằng mày ra nữa nè. Vãi vậy là mấy con robot này là của thằng mày rồi. Hello, một con nữa đúng không? Mình nhớ là một con nữa mà. Hết rồi hả? Hết rồi, bây giờ mình phải làm gì ta? Hi. Mém nữa là ăn cám rồi. Mém nữa là ăn cám rồi thì cần tiếp được rồi. Nhức đầu quá. Chắc là mốt phải hạn chế chơi mấy cái game này quá chứ nhức đầu đi chứ. À bắn nó được nè. À đầu tiên là muốn cái việc nó là phải bắn bể nó mấy cái giáp trước. Trời ông nội ông chạy nhanh dữ gì không? Ông chạy chậm thôi. Ok rồi bắn rồi sao nữa? Ơi bắn rồi sao nữa? Hay là mình nghĩ là mình phải chạy ra đằng trước nó. Đó thấy cô rồi đó. Trời ơi tướng sang ghê chưa Spider-Man, tướng sang ghê chưa. Ôi còn đúng cái khuôn mặt của nó chưa bắn nè. Ok để mình bắn cái khuôn mặt của nó. Ủa vậy là ủa bắn hết, tính ra là mình bắn hết rồi đó. Đúng rồi, tính ra mình bắn hết rồi mà nó vẫn không bị gì. Quái nồi giờ sao ta. Ok. Đó là cái nào mình bắn rồi là mình có thể kéo nó để phá hủy cái lớp giáp của nó. Ui trời ơi. Chết đi anh ơi. Anh sống chi cho chật đất gì trời. Got it. Ok. Còn thiếu hai cái cánh tay của nó nữa. Để mình bay qua trước. Từ từ. Chị đâu còn có đó. Trời, nó làm đúng nhanh luôn á. Ơi nó chạy rồi. Chơi vậy chơi lại má. Chơi mà chơi chạy chơi luôn á. Ok. Đó, mình phải làm giống Spider-Man nè. Đó, đưa cái tay ra. Nhưng mà chạy cái này cái tôi chóng mặt quá. Thật sự rất là chóng mặt. Ôi. Ủa, đang đủ đâu vậy? Máy nồi. Ok. Ui cái gì vậy? Ơ từ từ lên đây, từ từ. Ô rồi xong. Hư luôn rồi, máy nồi. Ê cái này sao? Ủa nấp đâu rồi? Ủa nó chạy luôn rồi kìa.
mình không bắn nó được mọi người. Nó chạy rồi. Quái rồi, nó chạy rồi. Giờ sao ta? Hồi nãy là mình nhớ là khi mà có hướng dẫn thì tôi ủa từ từ anh ơi em né cây hên quá chứ không làm em chết rồi. Ủa chữa chữa vậy cũng được nữa hả, cào lao vậy. Ủa, thề luôn á. Ồ oh, ok nó đang rồi thôi tôi chưa kịp làm cái gì luôn, á. Rồi bây giờ là đây, nó có cái này nè, đó. Biu. Ủa ê, mình nghĩ là mình bắn nó được á, nhưng mà chỉ có điều là mình bắn hụt thôi. Đó, tôi phải làm cái kiểu này cũng phải chạy nhanh được. Cái kia đâu rồi, cái kia đâu. Rồi xong, offline một cái rồi đậu không. Cái gì, cho tôi chạy cái đó là kính kiếp, từ từ. Rồi ok, sửa nhanh lên ông nội, sửa nhanh lên. Đó, mày ngó mày chạy qua đây, Trời ơi, làm sao mà nó chạy qua đây được, đùa. Đấy, dính đi, dính. Yes, ok. Phải vậy chứ. Anh ơi, đừng bắn nữa. Offline luôn hai cái rồi. Chơi gì nói nữa. Đi thân. Rồi giờ đi đâu đây? Chạy là mình sách từ từ. Ok. Mày, ba dăm ba con quỷ này làm gì khó vậy? Ủa nó đứng nó bảo vệ đó con người. À mình bắn được nó rồi nè. Ok. Ui. Ta bể hai cái rồi. Hư thêm cái nữa. Thiệt tình chứ chắc mình nghĩ là mình phải leo lên. Mình nên leo lên trên này đi. Rồi. Ok. Yeah. Mày chết rồi nha con. Tao sẽ cho mày thêm một cái nữa nè. Ui. Con này giết được nó rồi. Oh yeah. Mày à bưởi, mày đụng nhầm người rồi con. What would the city do without us? Oh yeah. Cái mặt heo của nó nè mọi người. Thấy rồi. Trời ơi coi nè mọi người, nó phá tan nát hết cái thành phố của mình luôn rồi. Thiệt tình. Không biết là đứa, không biết ai gửi con quỷ này xuống đây nữa. Bó tay thôi chứ. Đấy, thế là mình đã xong được một cái. Mình nghĩ là cái game này là khi mà mới vô là nó có nhiều thể loại cho mình chọn. Nè, story mode nè. Free play nè. Free play là chắc là mình chạy vòng vòng quanh thành phố, giống như thế giới mở quanh thành phố rồi bắn cơ này nọ thôi. Di chuyển thôi chứ không có gì hết á. Mình nghĩ là story mode nè, đó mình nghĩ là sẽ còn thêm nhiều cái nhiệm vụ khác nữa. Đấy. Thì nếu như mà bạn nào muốn mình làm tiếp cái game này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình nhé. Và comment ở phía dưới nữa, nhớ comment nha. Đấy, mấy cái đó quan trọng lắm ấy, để giúp mình có thêm động lực để mà tạo thêm nhiều cái game VR khác nữa. Bye bye mọi người.